Hello tất cả anh em đã đến với Lê Khả Academy. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn một cái clip cắt một kiểu để được vuốt được 3 kiểu, 4 kiểu. Ok, đầu tiên anh em chia ngôi 28 lên nha, nhanh gọn lẹ. Thì cái clip này mình hướng dẫn cắt rất rất nhanh luôn. Mình phay cũng không chủ yếu tạo màu gì hết, bởi vì cái đầu này đó thực sự là nó đã có màu nhuộm rồi. Thì trên thực tế là nó không có tạo được cái màu đẹp phay, cho nên mình cắt nhanh luôn. 4.5 lấy khung, mình đóng lưỡi lấy khung phay. Ok, anh em đóng lưỡi lấy cái khung tầm 2 tầm mít tùy anh em nhé. Ở đây hiện tại mình lấy cái khung tầm 2 luôn cho nhanh gọn lẹ. Anh em đóng lưỡi anh em cố gắng đi sạch sẽ là được, chừa lại cái bảng màu. Rồi trứng viền đi lên, anh em vuốt trứng viền lên, chừa lại tầm 0.5mm của đóng lưỡi là được. Anh em cố gắng vuốt sạch nha. Ở đây mình skin luôn, cho nên mình vuốt trứng viền sạch xong rồi bắt đầu mình sẽ đi học sale lên, học cạo lên nhé. Ok good, rất là anh em xem là rất là đơn giản đúng không? Phần này thì mình tua nhanh, anh em nào muốn phay đẹp thì mình xem những cái clip khác. Mỗi cái clip của mình sẽ đánh hiệu ứng khác nhau, cho nên anh em muốn có cái công thức riêng biệt hay là gì đó thì tự tạo ra, còn không thì tham khảo trên những cái clip khác nhé. Ok, rồi mình nhả nửa lưỡi ra, mình đánh thẳng tay. Anh em phần này ai chưa quen thì đừng làm theo nhé, mình nên luyện tập trước đi. Sau này mình đánh thẳng tay được rồi thì mình chọn cách này. Thì khi mà anh em đánh hai phay ấy thì anh em đánh cái kiểu này rất là nhanh. Một cái khung thì có thể mình đi chưa đầy 5 phút là đã ra xong rồi. Ok, xong anh em dùng lược bo lại, bo cái phần khung ở trên để nó kết nối là phần hiệu ứng. Ok, đơn giản. Gần như là phần này mình làm rất nhanh, rất nhanh, rất nhanh, rất nhanh, để anh em có thể thấy được xử lý phần khung nhanh gọn lẹ, cho anh em đỡ mất thời gian xem video. Rồi, anh em dùng trứng viền đi lại cái line của mình, đi lại cái viền của mình cho nó gọn, cho nó nét, cho nó đẹp nha. Ok, thì khi mà anh em cắt thì mình cắt ướt và tỉa khô. Ở đây mình sẽ xịt nước cho nó ướt cái tóc cho nó dễ cắt. Ok. Đây là một cái clip quay nhanh, thực tế là một cái clip quay rất 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 nhanh luôn cho anh em tham khảo. Đấy, mình cắt từ phần mái lên phần đuôi theo một cái bảng xéo, anh em có thể thấy được. Thì lưu ý nhé, cái bài này thì mình cắt thì không có sử dụng cho những người nào mà ít sử dụng sáp hay là ít chải chuốt ấy, nó sẽ không đẹp. Dành cho những bạn nào mà thích chải chuốt thì mình sẽ để cái tóc kiểu như vậy nó sẽ đẹp hơn. Ok, rồi anh em bắt chia ra, anh em chia ra, anh em chia ra, để phần giữa lại anh em kéo ra phần đuôi, lấy đuôi làm chuẩn, cắt xéo lên. Anh em có thể thấy được trong video là mình đang bắt lên, xong cách tạo độ xéo ra như vậy là rất là đơn giản luôn, nhanh gọn lẹ. Mà sau khi mà anh em lấy được cái phần chuẩn ở bên ở giữa chứ, ở giữa thì anh em kéo vào phần bên hông, mình cắt 40 là kéo 45 độ qua, mình cắt từ cái điểm chuẩn của phần giữa
và cái điểm chuẩn của bên thì mình cắt xéo lên đấy, anh em thấy có thể xem và mình làm theo đơn giản nhẹ nhàng. Ok, sau khi mà mình cắt xong rồi thì mình sẽ tỉa lại. Ở đây Lê Khải sẽ hướng dẫn anh em cái cách tỉa này, nó cũng cơ bản gọi là nhanh gọn lẹ, một hơi tạo được tattoo, tạo ra những cái tép ấy, những cái tép tóc đó, thì nó sẽ ok. Thì anh em cứ như thế này mà làm thôi, mình bắt lên. Anh em phải nhớ được là cắt ướt, tỉa là tỉa khô. Khi mà mình tỉa mình nên sấy cho khô tóc rồi bắt đầu mình tỉa, mình sẽ thấy rõ được những cái ngọn tóc tốt hơn. Ok, sấy anh em lưu ý cái kiểu này mình sấy hiện tại mình sấy rất là nhiều kiểu, thì mình sấy như cách này, mình sấy pomado cũng được nhá. Ok đấy, khi mà anh em sấy lên cho sáp vào mình có thể sấy pomado, còn phần này thì mình đang sấy cho nó phồng thôi, phồng để mình vuốt những cái kiểu khác nữa. Ok, rất là đơn giản. Rồi sau khi mà mình sấy xong, mình sẽ tách side part ra, tách 46 ra để mình tạo kiểu. Thì sau khi mà tạo kiểu xong, anh em sẽ thấy những cái kiểu khác ở cái cuối clip để mình có thể cho khách tham khảo. Thì mình cắt kiểu này mình có thể vuốt được nhiều kiểu khác, nó sẽ dễ hay hơn. Ok, đây là cái sản phẩm sáp từ Lê Khải. Thì nếu mà anh em nào có quan tâm thì mình có thể liên hệ tới cái trang bay Lê Khải Academy để mình có thể sử dụng. Thì cái sáp này nó cũng ngang ngửa với clay, thì mình có thể sử dụng trên những cái tóc mà theo kiểu vuốt tự nhiên đấy, cái độ dưỡng nếp thì cũng tốt, ok good, thì dễ xài và giá cũng hợp lý, rất là phải chăng nhá. Đây anh em có thể thấy được, vuốt lên một phát là ôm luôn, chuẩn luôn. Ok, thế là kết thúc clip. Cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi. Hẹn anh em một cái clip hướng dẫn khác. Tạm biệt. Bye.